Thưa quý vị, song nổi là thứ mặt hàng gia dụng phổ biến mà gia đình nào cũng cần để sử dụng. Thế nhưng quý vị có biết rằng là những sản phẩm song nổi bằng nhôm được bán với giá khá là rẻ trên thị trường được sản xuất như thế nào không ạ? Những hình ảnh vừa được nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại tại những lò sản xuất song nổi tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người phải giật mình. Bên trong mỗi cơ sở này là cả núi nhôm phế liệu, song chậu, vành xe, phụ tùng, máy móc, dây điện. Bất cứ thứ phế liệu nào làm bằng nhôm cũng được thu gom về. Mỗi mẻ phế liệu đưa vào lò đốt như thế này cũng đồng nghĩa sẽ có hàng ngàn sản phẩm song nổi sắp được ra lò vì nhôm thải tiếp tục được tái sử dụng. Nhưng mà cái nhôm này có làm được song nổi không? Đấy, ấm chảo, chảo ấm, tất cả là ở đây này. Sau khi nấu chảy, phôi nhôm hoàn thiện được chuyển qua máy cán, kéo tạo thành các sản phẩm song nồi với đủ chủng loại, hình dáng khác nhau. Vốn là nhôm thải lẫn nhiều tạp chất, lại thêm dầu mỡ máy móc trong quá trình sản xuất, nên tất cả song nồi ra lò đều có màu đen xỉn. Chính người làm tiết lộ, nếu để nguyên bán ra thị trường, sẽ chẳng có người mua. Một lồi sút trước xong rồi đem ra là dính vào rồi, hóa chất này là nó sáng bóng luôn, nó trắng luôn. Và đây là những nồi hóa chất mà cơ sở này sử dụng để tẩy trắng cho nhôm thải. Song nồi được ngâm nhúng trực tiếp vào các nồi chứa sút, crom và axit. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, đã có hàng trăm song nồi chậu nhôm trắng bóng ra lò. Phóng viên đã khảo sát 5 cơ sở sản xuất ở thôn Bình Yên, thì 100% đều sử dụng hóa chất tẩy trắng cho song nồi để hút khách. Một can này lửa là 2 tấn. Làm bừa 1 tấn à? Từ các lò tái chế nhôm, song nồi giá rẻ được các thương lái vận chuyển tiêu thụ khắp các tỉnh thành. Tất cả những sản phẩm này đều không có nhãn mác, xuất xứ và công bố chất lượng theo quy định. Thậm chí để lừa dối người dùng, chủ cơ sở còn tùy tiện dán tem, nhôm Hải Phòng bền đẹp chất lượng cao. Trong khi thực chất, những sản phẩm song nồi này được sản xuất tại Nam Định bằng chất liệu nhôm tái chế, vốn lẫn nhiều tạp chất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.